Các bạn đang xây kênh TikTok bỗng một ngày đăng video lên không ai xem cả, không có lượt view nào luôn, cũng không ai comment luôn, và follow thì rất là ít. Mà các bạn cũng không biết là lý do tại sao, tại vì mình không biết chính sách và cũng không biết là coi các chính sách ở đâu để mình biết là mình đang vi phạm cái gì. Thì hôm nay Hưng sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm sao để mình biết được các chính sách, cách làm sao để mình coi được nếu vi phạm thì người ta gửi thông báo ở đâu, và thứ ba là cách giải quyết các cái vấn đề đó như thế nào để mình kháng lại cái việc đấy. Cái việc vi phạm chính sách đấy, vi phạm chính sách cộng đồng đấy các bạn. Thì bây giờ Hưng chia sẻ cho các bạn nha. Đầu tiên này, một số cái chính sách mà các bạn cần phải biết. Một số cái chính sách các bạn cần phải biết. Thứ nhất là về số điện thoại. Các bạn nhớ giùm Hưng là số điện thoại thì đừng có đăng ở trên rất là nhiều. Thứ nhất là trong tiêu đề này. Rồi, ví dụ như Hưng lấy một cái video của anh này để Hưng lấy ví dụ cho các bạn thôi. Đầu tiên là ở trên tiêu đề có nghĩa là ở đâu ạ? Ở dưới đây này, ở dưới cái tiêu đề của bạn á, nó sẽ không bao giờ được có số điện thoại. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai là trong video của bạn cũng không số điện thoại luôn. Các bạn có thấy được video của anh này có số điện thoại ở đây không ạ? Số điện thoại như này cho nên không tìm và cũng không gì luôn ạ. Anh này anh chán quá anh không làm nữa. Để số điện thoại này rồi video tiếp theo của anh này. Anh nhìn thấy không ạ? Cũng có số điện thoại ở trên này luôn. Đã không tìm và không gì cả. Đấy. Cho nên đầu tiên là mình không được để số điện thoại ở tiêu đề. Thứ hai là ở trên video. Và thứ ba ở trong comment luôn. Ở trong comment cũng không để được số điện thoại luôn. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai là các cái đường link cũng vậy. Đường link về trang web của mình ấy, mình cũng không để được trong tiêu đề, không để được trên trong video, và cũng không để được ở trong comment luôn. Và đặc biệt là địa chỉ nữa. Ngày xưa đó, Hưng làm video cái video của Hưng đang làm, kênh của Hưng này các bạn, kênh của Hưng đang lên ngon lắm. Hưng cho các bạn xem nha. Kênh của Hưng thì đang lên như này thôi. Mà Hưng nhớ là có một cái video Hưng trả lời về cái gì ạ? Hưng đang làm video về quán phở. Hưng review về quán phở xong mấy bạn ấy hỏi là quán phở đấy nằm ở đâu. Thì Hưng mới copy paste cái địa chỉ đấy ở trong cái phần comment. Bây giờ cái video nó trôi ở dưới rồi tìm không ra đâu. Nhưng mà có một cái các bạn nên chú ý là ở trong cái phần comment đó, mình không có đưa địa chỉ, số điện thoại hoặc là đường link gì cả, hoặc là fanpage hoặc là các nền tảng gì khác, không được đưa vô. Thứ nhất là trong tiêu đề, thứ hai là trong video, và thứ ba là gì ạ? Là trong comment. Ba cái chỗ này các bạn nhớ đừng có đưa những cái thông tin cá nhân, địa chỉ, đường link và số điện thoại vô, chắc chắn là sẽ bị dính. Nếu mà để trong phần comment thì nó ẩn ngay luôn, còn để trên video thì nó chả có phân bố cho ai xem cả, cho nên là không ai xem thì đến lúc là bạn biết là mình đang vi phạm một cái gì đó. Thứ hai nè, cái điều thứ hai rất là quan trọng, nếu mà các bạn nữ đấy, đặc biệt là các bạn nữ, thì các bạn có thể làm như này nè. Mình hay show nè, Hưng sẽ phân tích cho các bạn cái video này nha. Ví dụ như cái video này đi. Bạn này, tại sao cái video này có 8 lượt xem à? Đấy, video này vi phạm cái gì ạ? Video này vi phạm về thuần phong mỹ tục. Có nghĩa là hở ngực quá nhiều. Hở ngực thì chỉ hở được 1/3, hở xíu thôi. Đây là hở nhiều quá thì cũng bị vi phạm. Cho nên video này các bạn thấy, hai tim thì chắc là tự thả tim thôi, còn không comment. Và video thì hở ngực như này thì chỉ có ở đâu ạ? Khi các bạn mặc đồ bơi, các bạn ở ngoài hồ tắm, hồ bơi, thì các bạn được mặc như này. Hoặc là các bạn đang trong phòng tập yoga thì các bạn được mặc đồ hở một xíu vì các bạn đang tập yoga. Cho nên nó phải phù hợp với bối cảnh, các bạn nhớ giùm Hưng cái này với. Rất là nhiều người vi phạm cái này mà không biết nha. Rất là nhiều người vi phạm cái này và không biết đấy. Rồi. Vậy thì còn rất là nhiều cái nữa. Ví dụ như là hút thuốc là không có, đua xe là không có ở trên đây nha. Tất cả những cái đấy là không có. Tiếp theo là nếu mà các bạn quay có trẻ em á. Ví dụ như Hưng sẽ cho các bạn coi một cái kênh mà có trẻ em này. Có trẻ em thì phải có người lớn quay cùng nha. Ví dụ như là cái kênh của anh này đi, người dùng coi bối bối nha. Cái kênh này thì đây, có trẻ em thì phải có người lớn quay dùng. Nhớ dùm Hưng một số cái chính sách vừa rồi đấy để các bạn làm cho nó không vi phạm. Bên cạnh đó là một số cái hình ảnh nhạy cảm nữa, một số hình ảnh nhạy cảm. Ví dụ như là uống bia uống rượu, các bạn chỉ cần cầm chai rượu khui thôi là cũng không được rồi đấy nha. Cầm chai rượu khui thôi thì cũng không được, cũng vi phạm chính sách. Và nói về sao kê, về tiền bạc, hay là phản đối một người khác, hay là chỉ trích một người khác cũng không được luôn. Nói chung là cái vi phạm hướng dẫn chính sách cộng đồng á, là nó dựa vào pháp luật của Việt Nam mình. Những cái gì không đúng thì nó sẽ là, ví dụ như mình ra đường mình lái xe mà mình không đội mũ bảo hiểm thì mình đưa trên này cũng bị vi phạm luôn đấy. Anh chị nhớ nha. Vậy thì bây giờ này, chắc mình xem nó nằm ở đâu. Vậy thì làm sao để mình biết được vi phạm nằm ở đâu ạ? Thì bây giờ mình sẽ vô hộp thư nha. Đây các bạn sẽ thấy hộp thư như này. Mình vô hộp thư này xong mình chọn này các bạn. Đây mình vô hộp thư xong mình chọn là tất cả các hoạt động. Mình chọn từ TikTok đi. Mình chọn từ TikTok coi thử họ có gửi gì không. Cập nhật tài khoản.
trợ lý giao dịch, tài khoản quảng cáo. Tại vì thực sự là Hưng không có vi phạm gì hết. Bữa trước thì Hưng có, cái này thì không nha các bạn. Nên là các trend. Cho nên là nếu mà có vi phạm cộng đồng thì nó sẽ gửi ở trong những cái hộp thư này, các bạn sẽ vô các bạn xem nhé. Các bạn sẽ vô này xem. Cái này là quảng cáo cập nhật tài khoản. Cái này cập nhật của TikTok. Đấy. Thì thường á, là mình coi vào đây là hashtag. Mình vô đây mình coi, mình sẽ biết được rằng là có bị vi phạm hay không nha các bạn nha. Thường là mình vô tất cả hoạt động đây thì nó dài lắm. Mình nên coi của TikTok thôi. Tất cả hoạt động thì nhiều người ta follow mình nó dài lắm. Cho nên là mình sẽ vô của cái phần TikTok thôi. Nếu mà có vi phạm là nó gửi cho mình rồi. Còn của Hưng thì hiện tại là không có vi phạm nào cả. Còn nếu mà kéo xuống thì nó dài quá. Còn đây là quảng cáo. Cái này là chương trình quảng cáo. Cái gì nó cũng thông báo cho mình hết nha các bạn nha. Nếu mà các bạn muốn coi quảng cáo TikTok thì các bạn coi video này. Nếu mà các bạn muốn coi thêm về chính sách của TikTok nhiều hơn nữa thì các bạn có thể coi video này. Tất cả những cái video về chính sách, về cách tạo kênh, về làm sao để video lên xu hướng thì Hưng đưa lên trên của Hưng hết rồi. Đưa lên kênh YouTube của Hưng hết rồi. Nếu mà các bạn có thể follow kênh TikTok của Hưng đi, kênh YouTube của Hưng đi để các bạn có thể coi những cái điều đấy nha. Vậy thì chúng ta biết cái chỗ coi rồi là vào hộp thư coi thì nó có vi phạm hay không. Vậy thì bây giờ cách khắc phục như thế nào? Cách khắc phục như thế nào? Thì ngày xưa Hưng bị vi phạm rồi, tại vì khi mình làm nhiều mình vi phạm nhiều lắm. Lúc đầu mình không biết các bạn vi phạm nhiều lắm, nhưng mà cách khắc phục là như thế nào? Các bạn nhớ giùm Hưng này, cách khắc phục là các bạn phải làm video thường xuyên, các bạn làm đều lại, ngày nào cũng phải có video. Ngày nào cũng phải có video đều đều lại thì thằng TikTok nó mới hiểu được rằng là vi phạm chẳng qua là do cái lỗi gì đó thôi. Còn nếu vi phạm nặng quá mình cũng có thể kháng cáo. Mình làm đều lại cho các bạn nghe, làm đều lại TikTok nó kêu anh bạn này là chẳng qua lỡ vi phạm. Ví dụ như là cái chính sách này, mình xóa cái video thôi. Mình xóa cái video thôi thì nó cũng bị vi phạm. Cho nên là mình chỉ ẩn thôi. Và cách ẩn video là như thế nào? Ví dụ như là Hưng muốn ẩn cái video này thì Hưng bấm vô xong Hưng làm sao để ăn được một tô phở khô Gia Lai ngon đúng vị nha. Hôm nay Hưng sẽ chia sẻ cho các bạn từ A tới Z. Rồi, Hưng đầu tiên là bây giờ cho mọi người thì bây giờ Hưng chọn là chỉ mình tôi thôi thì là nó ẩn video này đi nha. Còn ăn một tô phở khô ngon, biết đâu là mình dắt bạn gái vô quán của Hưng ở Nha Trang đó. Ăn thịt. Hưng khuyên các bạn là đừng có xóa video tại vì như này nè. Hưng cũng có cái video là giải thích cho các bạn rồi nhưng mà sẵn đây Hưng giải thích luôn. Nếu mình xóa video ấy thì bị gì ạ? Nếu mình xóa video thì nó bị mất dữ liệu của TikTok, cho nên nó không phân tích được, cho nên chỉ ẩn thôi, xóa là cũng bị vi phạm. Nó coi kênh của mình không đẹp thôi, đánh giá kênh của mình là xấu. Đấy thì các bạn cứ làm đều và quan trọng này, đừng có làm nhiều nội dung khác nhau, nên làm xuyên suốt một nội dung, các bạn phải bám sát một chủ đề. Ví dụ như Hưng làm ẩm thực thì Hưng chỉ làm ẩm thực thôi. Đấy. Chứ còn bây giờ các bạn làm lung tung chủ đề thôi thì các bạn sẽ không lấy được kênh của mình đâu. Tại vì ví dụ như kênh của Hưng bữa trước là 60.000 follow mà Hưng cũng phải bỏ, Hưng làm kênh khác mới lên 220.000 follow này các bạn. Chứ còn ví dụ như là kênh 1.000, 2.000 thì mình bỏ được, hoặc là vài trăm mình bỏ được. Chứ kênh mà mấy chục ngàn này bỏ uổng đúng không? Đấy. Cho nên mà nếu mà các bạn có câu hỏi gì về bị vi phạm, hay là câu hỏi về tạo kênh, hay là câu hỏi gì về cách chơi TikTok, cách làm sao lên xu hướng, cách làm sao để có nhiều người follow, thì các bạn có thể đặt câu hỏi dưới cho Hưng nhé. Thì Hưng sẽ trả lời hết câu hỏi đấy cho các bạn. Có thắc mắc gì về TikTok hoặc là quay video thì các bạn cứ đặt câu hỏi. Nếu mà video này hay thì các bạn có thể là cho Hưng một like và follow kênh của Hưng nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn các bạn ở video tiếp theo nha.